Nhà đất Minh Tiến Tiền Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì đây là công ty Thaco Tiền Giang nha anh chị. Lô đất của mình sẽ nằm phía sau công ty Thaco Tiền Giang này, mới qua cầu Nhị Mỹ là mình đến nha anh chị ơi, rất là gần luôn. Thì đây cũng có một cái con đường xe máy đi vào trong nè anh chị, nhưng mà hôm nay em đi cái đường xe hơi cho anh chị xem nha. Và từ đây mình đi thẳng lên chút xíu nữa là mình vòng lại, mình sẽ đến với lô đất của mình. Nơi đây là thuộc là khu phố Mỹ Lợi, phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Và bây giờ mình sẽ đi vào trong lô đất của mình nha anh chị. Đây là từ quốc lộ 1A nè, lộ lớn nè, mình đi vào trong này nè anh chị. Ở đây có cái con đường 3 tấn rưỡi nè. Đường này thì ô tô mình đi thoải mái luôn ha. Thì em đang đi là chiếc Fortuner nè anh chị, đi vào đất của mình. Và mình đi tầm khoảng 400m là mình đến với những lô đất của mình nha anh chị. Và dọc con đường này thì em thấy là rất là nhiều công ty xí nghiệp, cũng như là có những cái dãy nhà trọ công nhân rất là đông ở đây luôn nha anh chị ơi. Và mình đi đến lô đất của mình anh chị. Đất của mình là được san lấp mặt bằng xong hết rồi nha anh chị. Và mời anh chị xem. Thì tổng diện tích đất của mình là 614m², trong đó là có 300m² thổ cư đất ở tại đô thị nha anh chị. Thì đây là lô đất của mình đã được san lấp mặt bằng rất là đẹp rồi, có hàng rào bao quanh luôn. Đối diện đất của mình là có một cái con kênh thoát nước rất là mát mẻ luôn nha anh chị ơi. Xung quanh đây thì cây cối mọc rất là nhiều, rất là mát mẻ. Nhưng mà ra quốc lộ 1A chỉ có là 120m, mình đi thẳng là đến với quốc lộ 1A nha anh chị. Lô đất của mình anh chị thì đây tính từ cái miếng hàng rào này nè, ngang qua là 15,3m, sâu vô là 37m luôn nha anh chị, nở hậu là 18m luôn, đất nở hậu luôn, sổ hồng riêng, hướng là hướng nam nha anh chị. Và đây là bên trong lô đất của mình. Xung quanh này thì dân cư rất là đông đúc, điện nước đầy đủ luôn nha. Anh chị có thể về đây mình xây dãy nhà trọ, hoặc là mình về đây mình xây những cái biệt thự nghỉ dưỡng cũng rất là ok. Nơi đây rất là mát mẻ nha anh chị. Đây là cái con kênh nước đối diện đất của mình nè anh chị. Nước này cũng rất là sạch, chưa bị ô nhiễm nha anh chị. Và đây anh chị thấy đường điện nè, có đường dây điện đi ngang qua đầy đủ hết trơn rồi. Ở đây điện nước đầy đủ, với lại là chủ đã san lấp mặt bằng sẵn cho mình rồi nha anh chị. Đường thì là đường 3m và có thể là mở lên thành 5m luôn nha anh chị. Đây là lô đất của mình. Anh chị nhìn thấy trong video vậy thôi chứ ngoài nó rộng lắm nha anh chị ơi. Dạ, 614m², có 300 thổ cư đất ở tại đô thị rồi, sổ hồng riêng luôn. Và từ đất của mình đến anh chị mà mình ra ngay chỗ quốc lộ 1A là ngay cầu Nhị Mỹ là 350m nè, ra bệnh viện đa khoa Cai Lậy là ngay trung tâm thị xã Cai Lậy đó anh chị, thì chỉ có là 1,8 km thôi là mình ra trung tâm thị xã Cai Lậy nha. Còn nếu mà mình đi về nút giao Cai Lậy lên cao tốc á, là khoảng là 4 km thôi nha anh chị. Đất của mình là đẹp vuông vức luôn nha anh chị, mà còn nở hậu nữa. Và đất này là sạch sẽ nha anh chị, đất sạch sẽ không có mồ mả gì hết trơn nha. Ở đây là em có xem xét rất là kỹ rồi nha anh chị, coi từng chi tiết đất luôn, cũng như là phía sau đất của mình là cái vườn cây ăn trái của anh ta nha anh chị. Phía sau đất của mình, đây là phía sau đất mình nha. Đó, có hàng rào hết rồi, và đây là vườn cây ăn trái nè của người dân, cho nên là đất sạch sẽ không màu mã gì hết, hướng là hướng nam. Anh chị nào phong thủy hợp hướng nam thì mình nên lựa chọn lô đất này để mình về mình xây biệt thự nghỉ dưỡng, hoặc là mình có thể làm công ty nhà máy xí nghiệp, hoặc là mình làm cái dãy nhà trọ cho anh chị công nhân ở đây cũng được. Tại vì ở đây dãy nhà trọ rất là nhiều, cũng như rất là nhiều nhà máy xí nghiệp ở đây đó. Lô đất rất là đẹp luôn nha anh chị ơi. Và giá của lô đất này đã giảm rồi nha anh chị. Giảm sâu rồi, chỉ còn có 2.800.000.000 cho lô đất này thôi. Và mình sẽ được thương lượng trực tiếp với chị chủ Dễ Hương nha. Đất của mình em xin nhắc lại, địa chỉ là ở gần với cầu Nhị Mỹ nha anh chị, thuộc khu phố Mỹ Lợi, phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nha anh chị ơi. Từ đây mình về Sài Gòn tầm khoảng 1.5 tiếng hơn, mình đi cao tốc xuống nha anh chị. Đất mình sạch sẽ nè, cao ráo nè, đặc biệt cao ráo, mình không có tốn tiền để mình san lấp mặt bằng nữa nha anh chị. Vậy đây là mình xây nhà liền được luôn. Kế bên là có vườn dừa rất là mát mẻ luôn nè anh chị ơi, rất là gần quốc lộ nha anh chị. Quốc lộ vô đây tầm khoảng là 300m² là vô tới rồi nha anh chị ơi, rất là gần, mình đi ô tô thoải mái luôn nha. Dạ, chào tạm biệt anh chị.